Đừng có nói với bà tép nha. Người ơi, có gì nói là ta. Đừng có nói to nghe, nói ta là bà tép. Đâu á bà tép? Bà tép đâu vô đâu nha? Bà tép. Chị bị đâu vậy? Đó, thấy không? Bà như mới mọi người. Đó. Mới xuống dưới đây mà đã nhiều chuyện vô, để nhiều chuyện đó. Mệt. Chạy đâu vô nghe người ta vậy? Đây với mẹ. Cái tình đi không có đi nhanh nha con. Bà tép ơi. Bà tép. Hello anh em nha. Thì ok, xin chào mừng anh em quay lại với kênh Budo Vlog nha. Đó, đố anh em nha. Biết xù đâu không? Hả? Đố anh em biết xù ở đâu đó. Đó, xù đang ơi, xù đang ở đây nè, nhưng mà anh em có biết xù đâu đâu không? Làm gì như mà về vậy con? Đó, anh em thấy chưa? Đây là trả ra cả đống đồ cho xù nè. Đây là vải mẹ mình nghĩa là vải cũ á. Vải mẹ ngày xưa mẹ may còn á, là mẹ để ra để cho em Xu nằm như đây nè. Rồi mẹ đang ngồi thiết kế cho Xu một cái bộ đồ mới nữa. Cái bộ đồ này là được cô này yêu cầu mẹ ha. Hả? Mẹ hôm nay là có một đống cái vải rẻo đây nè mọi người ơi. Bây giờ mình bóp đi để mình may cho Xu một bộ đồ. Bộ đồ đó là mẹ may cho Xu một bộ đồ à. Mình may cho Xu một bộ đồ bà. Bà gì? Bà ba. Nhưng mà mượn của bà tám. À. Bà tám hả? Đó, sướng ha. Đó, lại tiếp tục hôm nay là một cái series may đồ mới cho Xu nha anh em. Dạ, bây giờ mẹ bóc vải con, mẹ may cho em một bộ đồ đó để em bận thử giống cái cô nào nói là may bộ đồ bà già á. Mẹ may thử nó ra không? Đó, đứng im, Xu đứng im đây. Xu giống bà già không? Xu đứng im đây để anh làm cho Xu. Mẹ may, mẹ bóc cái vải nha con. Mẹ cần gì để may, con này cũng thiết kế cho Xu đúng không? Trời ơi, lấy cái vải của Xu mà quấn cái đó hả? Đây. Mày nhìn con để mày may cho bộ đồ nha. Cắt gì may? Đồ này là ra bộ đồ rồi nè. Tèn. Cái vải này là vải vừa rồi cắt cái phần dư tiện để mình nốt mình may lên. Cái xong mấy cái bộ đồ bằng trong nhà lắp đặt rồi vậy đó. À, đứng im đây, đứng im đi xong. Đứng im đi để anh cột vô. Cột để thiết kế với xong một bộ đồ. Trước khi mày để mày thiết kế để anh coi anh lấy cái vải rẻo ra anh làm ra bộ đồ không? Đó thì nha nha anh em, bộ đồ mới của xong đây. Được ha. Phải sẵn đấy chứ. Bằng cái riêng này lội hết cái lòng nè. Xu ơi chờ nha, để mẹ may cho con bộ đồ là tí nữa mẹ may xong rồi cũng thử đẹp hay không nha. Đó thì đây nha anh em, đó anh em nhìn vải này, đó mẹ mình cắt rồi mẹ may đó anh em à. Đó. Thì cái bộ đồ đây lên là chắc chắn là anh em sẽ ghiền luôn á. Đó thì thôi để giờ vô là mẹ may luôn nha. À để mẹ cắt xong mẹ may. Đó thì ok anh em, thì bây giờ để mẹ mình cắt xong rồi mình khi mà mẹ lên công đoạn may á mình sẽ quay cho anh em xem nha. Mẹ lấy cái vải đó. Cái màu đây nó tối quá vậy hả? Cái bảo đồ bà già mẹ. Bà già là mẹ may cho nó tối màu vậy á. Cho nó xù bạc thử thế nè. Thế xù đồng ý không? Được không? Thế xù đi lại rồi. Khéo hứng quá ngồi chờ may thôi đừng có tụi em. Tụi em mới lộn xù phải. Đóng phải của xù mà cắt giờ rẹo rẹo bùng bùng ra nè. Anh em đó bây giờ mình bón phải lại. Mình tắm phải đây nè. Trước sau gì cũng sẽ có lên những cái bộ đồ mới cho xù nữa anh em à. Anh em phải theo dõi nha. Hôm nay bận quá mình không đi mua vải được. Mình cứ móc những cái vải còn rẻ chưa ra để mình may cho Xu cái đã. Mà công nhận nha, Xu mỗi ngày một bộ đồ. Anh em nào mà theo dõi những cái clip của mình á thì anh em sẽ thấy Xu hình như chưa mặc lại đồ cũ luôn á. Cứ một bộ đồ là một clip. Nên bây giờ đồ của Xu là thôi bao la bát ngát luôn. Sướng quá mà em. Ok anh em. Ok anh em nha. Đó Xu đây này. Từ ở dưới đất đã nhảy lên trên bàn rồi. Đó, bây giờ đang ngồi đợi mẹ thiết kế một cái bộ đồ bà tám chứ. Bà tám nhiều chuyện cho. Bà tám nhiều chuyện đó mọi người. Tính ra bây giờ là Xu là thành bà tám nhiều chuyện rồi nha. Chứ không phải kia đâu nha. Giờ mình đang may cho Xu một bộ đồ đây. Tí nữa mình may xong rồi mình bận cho mọi người xem thử cái bộ đồ mình thiết kế mới đây mình may cho Xu bận cái đèn hay không nha mọi người. Ai nhìn quay cái hiện quay vô những đường may cho anh em xem luôn nè. Xem mẹ may nè. Đó, vẫn là cái chiếc máy may thần thánh này nha anh em. Chiếc máy may này đây là lên biết bao nhiêu bộ đồ cho Xu rồi đó. Sướng nha. Trời ơi, mày lấy đồ đâu quăng hay ngồi vậy. Ngồi lên mày ngồi chờ nè mọi người ơi. Mỗi lần mình may đồ là cứ ngồi một bên mày chờ để háo hức là bật đồ mới á. Đó. Lâm tay này, lâm tay giờ Xu giờ bạc hết rồi mày ha. Bạc nhà bữa nay rồi ai cho mày cắt một đĩa mày lại cho em. Để hôm nào thì chắc phải nhượm lại cho em. Chứ giờ lâm lâu, cái này lâu mới á anh em. Thì nó cũng bạc đi bớt rồi. Đó, bộ đồ này mẹ mình may cũng rất hoàn thiện rồi. Bộ đồ này cái vải nó già lắm.
con. Nhưng mà thật tệ thì bóc vải thì mai cho em để cho nó lại lẹ. Tính ra nếu mà nó ra là mới đúng mẹ. Bởi vì cái đồ của con ngồi đây đi con. Ngồi ngồi đi xong con ngồi đi đó. Đây. Xong ngồi xuống, xong ngồi xuống, xong ngồi xuống con. Này đây vải tròn cho em để. Xong xong ngồi xuống. Xong ngồi xuống. Rồi đây đây đưa đưa mày lộn cái bộ đồ đây ra cho mọi người. Ngồi xuống nha. Này xong ngồi quay ra cho anh em xem xong vải. Đó thì cái áo đây là cái áo do mình thiết kế nha, còn cái đây là do mẹ mình thiết kế. Đó, hai cái fashion nó khác nhau nè, thấy không? Anh em ơi. Còn... anh Thắng lấy vải tròn cho em cái thiết kế. Anh em xin nhiều xong nhưng mà nó xinh dữ anh em. Hả? Coi nè, lại cười nữa chứ. Cười gì? Hả? Có đồ mới cười đúng không? Thấy chưa? Anh em thấy. Mọi người ơi, đây mọi người ơi, mình đã lên một bộ đồ mới của show đây. Anh em thấy show sướng không? Đó, được mẹ. Ngày nào có đồ mới mặc đó. Đây, rồi xong chưa, mẹ khoe với mọi người cái bộ đồ đi. Đây đây, xong rồi, sản phẩm đã lên rồi đây rồi mọi người ơi, trông xinh không? Đây, một bộ đồ đâu, mẹ. Đó, à, mẹ thấy chưa? Đây, giới thiệu đi. Bộ đồ mẹ tép. Mẹ tép cái gì chuyện á, có thể mình mặc, mình đem mình mặc thử xu thử thế nào nha, bộ đồ đây. Ôi, cái gì hẹt ghê đi mà. Cái bạn dư con, nhưng mà nó có cái bông vô, nó đã đỏ, nó còn mỏi. Dạ, rồi bộ đồ này, màu tiên. Ok, let's go. Bông vô, mặc cho xu thử bộ đồ đây nó đẹp hơn. Của một cô yêu cầu này mọi người. Rồi, tại đây nha, mình đem mày thử bộ đồ mới. Thử có cái đẹp không nha con nha. Bây giờ mình thử cho em. Đây mọi người ơi, mình đang thử bộ đồ bà tán này. Bà tán nhiều chị đây. Bằng dơ nha, thử mày coi thử chặt rộng thế nè. Mày còn chỉnh sửa nữa con. Sướng nha. Bây giờ anh em thấy không, mẹ chị Xu vậy có đồ vậy chịu quăng cái miếng vải của mình qua một bên, đâu thèm nữa. Con mới nói cũ. Xu ơi, con mặc bộ đồ đây xong rồi con đi diễn xỉ cho cô chú xem bộ đồ mẹ may có đẹp không nha con nha. Đây. Đây nữa. Đợi xíu nha, để mẹ mặn vô thử đi. Rồi, được chưa? Thử sửa lại thử coi. Mọi người ơi, nè bộ đồ mới của Xu này mình mới. Trời sao dè dữ chưa? Nè, gọi cho mượn cái cây gậy á. Mẹ may quần ống rộng cho em, nó bật nó đi cho thoải mái. Trời ơi, mọi người ơi, ra bà tám chưa? Bà tám bạn của bà chín nè, bây giờ cùng đi ra mẹ coi. Ừ, mang vô để. Trong phải bên nhà, cái này đồ đồ của bà tám chín nè. Con kêu em đi thì con. Sâu đi đây. Tôi đi đây. Tôi đi từ đây nha. Sâu, đứng lại. Đi. Đi. Coi sao cái ống hút nó hơi dài. Thôi được rồi, cho Sâu đi vào đi, con mẹ. Cho Sâu đi ra ngoài luôn. Cho Sâu đi ra ngoài vào luôn. Đi. Anh em theo những bước chân của Sâu nha. Sâu đi từ từ thôi. Đi luôn cái xe đi. Đi. Đi ra đây. Chào. Đi xuống, đi lên. Rồi đi ra ngoài đường, dầm đi, cắt quốc, dầm đi, đi vô. Đi ra đây. Rồi đi vô lại. Đó, thì anh em nha, đó, bộ đồ của bà Tám cho anh em xem đó. Đi vô mẹ đi. Đi vô mẹ nhá. Ôi, chào chà. Đi đây, để có ử chỗ này phải không, mình sửa lại cho. Con thấy cái vừa không? Cái hôm nay mày mang cái ống rộng rộng cho em á. Được á. Rồi, mẹ mày cái áo này mà không có bỏ túi. Ừ, tại áo đó nhiều có túi anh em. Sao ơi, con bỏ bộ đồ đây xong rồi là con diễn là bà tám gì để cho mọi người xem nha. Đó, đẹp ghê á, được. Cái bộ này anh em thấy không? Bộ đồ này lên cái nọ không? Dạ. Cái này là nói chung nó hơi dè nhưng mà nhìn cũng đẹp. Cười nè mọi người, mình may cho bộ đồ xong mừng quá, cười cái miệng cười là tụng tè tụng tỉnh này. Đó thì ok anh em nha. Để xíu nữa mát chờ là mình sẽ ra mình quay cho anh em xem những cái bước các bước mới của Xu nữa. Để cho anh em chiêm ngưỡng cái bộ đồ này. Cái đây con bộ đồ đây xong mình bỏ cái khăn răng vô á. Là bà già. À vậy hả? Xong bỏ khăn răng xong mình cho cái đây nữa
vậy thì chiều cái gì quấn gia sô luôn ở đây để cho đem xe luôn. À, bây giờ mình quấn cái đây gia sô thịt. Thôi để chiều đi, chiều để quấn luôn. Chiều đi đang ở kia gia quấn cái đẹp. Thôi đó, xin chào mọi người nha. Đó mình bữa nay cho Xuân một bộ đồ mới nè. Mọi người nào thấy Xuân mặc đẹp thì cho Xuân một like nha. Bà Tám nhiều chuyện lắm. Đi. Ai mà có chuyện gì là đừng có nói với bà Tám nha. Người ơi, có gì nói gần. Đừng có nói to nghe, nói ta là bà Tám. Đi đâu á bà Tám? Đâu vô? Bà Tám đâu vô luôn nha. Bà Tám. Bà nhiều chuyện đi đâu vậy? Đó, thấy không bà nhiều chuyện mà nói. Chuyện nghe mọi người. Đó, mấy đứa. Mới xuống dưới đây mà đã nhiều chuyện vô, đẻ nhiều chuyện đó. Mệt. Chạy đâu vô nghe người ta vậy? Đây với mẹ. Cái tình tình đi, không có đi nhanh nha con. Cho bà Tám. Bà Tám cho mẹ kia. Đó. Đó đi anh em, bà Tám bà nhiều chuyện quá mà. Chưa hết bà nhảy vô nhà người ta rồi. Nhiều vô để nhiều chuyện thôi chứ không có cái gì hết á. Đó mọi người ơi, đây bộ đồ mình mới mang cho Xuân nè. Bây giờ mình tặng cho Xuân xem nó có đẹp hay không đó mọi người. Đó, ok.